nay được đến đây để thực hiện hoạt động. Chương trình Nông Cánh Thức Thơ là chương trình được thực hiện bởi Liên Chi Hội Khoa Kinh tế Đối ngoại với sự tham gia của các bạn sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế Luật. Chương trình được tạo ra với hoạt động Nông Cánh Cho Em là hoạt động ngày hôm nay.